Đây là bàn cắt gạch men Topoki hai gióng nhé mọi người Đây là khổ 1 mét Mình đang cắt thử cho mọi người cùng xem này Đây Đây là những cái vết cắt này giờ này rất là đẹp luôn Đó. Bàn hai gióng 1 mét của Toboki Gạch này mình đang cắt là dày một phân này Thiết kế hai gióng thì rất là đơn giản luôn thì nó chỉ có như thế này hai cụm bạc đạn đẩy lưỡi này là lưỡi có đường kính là 8 này. Lưỡi nhỏ có đường kính là 8 này. Đây là bút này, còn đây là tay cầm này. Đó, còn phía trên đây nó nó cũng đẩy, cũng đẩy này lên, mọi người cứ gần gạt xuống như thế này thì là cái bên dưới đây, cái miếng sắt bên dưới này nó sẽ tẽ lên. Nó lên thì nó sẽ tách đôi gạch khi mình tì gạch xuống dưới nhé Một cửa đã được lắp sẵn này, một bút đi kèm theo này. Bản đế rộng 20 phân, bản đế dưới đây là bằng nhôm. Còn tất cả những cái như thế này thì thiết kế bằng kim loại này. Đó, thiết kế bằng kim loại cân nặng của bạn nó rơi vào 15 kg nhá còn đây là cái cữ cái cữ để mọi người có thể là đo chuẩn kích thước cắt dài thì cái này mọi người cũng có thể tháo ra được mọi người tháo ra thì mọi người sẽ xoay xoay ngược lại cho em đó, như thế này đó xoay như thế này thì để là cắt ngang này hoặc là mọi người xoay như thế này này để là cắt góc vuông này cho mọi người lại xoay uh, xoay ngược lại chắn thì cái này cũng có thể di chuyển được thì mọi người có thể là vặn lỏng này ra di chuyển sang hai bên hông này tại vì ở phía bên dưới đây nó là cái ray này nó là cái ray nhé mọi người nhé đó đây là bàn khổ một mét một gióng của Tobuki mọi người muốn tham khảo thì có thể liên hệ tới số điện thoại mình để góc bên dưới màn hình nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại